đầu tiên là chú thôi mất mấy năm đầu chú cũng cố gắng thì chú quen thì mình nhìn thấy nó vất quá à, thì chú cũng cố gắng là chú lấy tay này. Đó này nếu mà bữa bình thường thì nó còn rất nhiều khác cái tay nó bã nó không sao đó, nhưng mà bữa này thì nó cũng cố gắng mất mấy hôm đầu. Đó, còn vì sao giờ ví dụ như cái cát này mà nó đông chuẩn thì nó sẽ thành một cái điều rồi là ví dụ như là cát này thì nó sẽ là 5 hoặc đến 6 dung nước chẳng hạn, 6 dung nước này, một cao xi này, nửa cốc quốc gia này và 35 hoặc 40 sản cát này thì cố nhà học cũng như cái nào mình cũng đông chuẩn là mình sẽ không phải kiểm tra nữa. Đấy, nhưng mà cái mới đầu cũng không vất vả một chút nhưng mà nó học cũng lên trên nhà. Đấy, và chú nhớ là mình mới sử dụng là mình hai cây cung ra cung ra và thứ nhất là mát kia bây giờ chú bóp đi chú cứ nắm chặt vào đây này nắm đây nhá sao đây chú bóp này đấy nhá nếu mà cứ bình thường thì nó sẽ khoảng nắm này đấy này đấy a few moments later. Cho đỡ bị sụt nguồn.